Hẹn nhau các bạn, mình là Tony Cốt Dạo. Dạo này có dịch cúm nên mình sẽ quyết định ở nhà làm vlog và cốt cho vui. Bạn nào mà theo dõi Tony Cốt Dạo lâu á, cũng biết là lâu lâu á, mình hay có cái trò mà bầu cua như vậy nè. Tức là các bạn sẽ comment trên Facebook hoặc là YouTube lúc livestream để đặt bầu cua tôm cá, và các bạn nào được điểm cao nhất á thì sẽ được quà. Thì sắp tới mình sẽ có một cái lần bầu cua như vậy. Nhưng mà có nhiều bạn hay hỏi mình á là anh ơi, làm một game bầu cua như vậy thì làm như thế nào? Hoặc nó hoạt động ra sao? Tại sao mà khi mà mình comment vào Facebook nè, comment vào YouTube lúc livestream á, nó có thể chỉ thành bầu cua tôm cá là đặt cược được và xếp hạng là tính điểm được. Do vậy á, trong kỳ này á thì chúng ta sẽ cùng cốt dạng, mình sẽ chỉ các bạn cách nó hoạt động như thế nào và làm sao các bạn có thể cốt được một hệ thống tương tự như vậy nha. Không có khó lắm đâu, mình cốt 3 ngày à, thì các bạn cốt chỉ cần 2 ngày là xong thôi. Ok, bắt đầu ha. Thì muốn biết hệ thống hoạt động ra sao á, thì đầu tiên á rồi mình phải nói sơ về kiến trúc của nó cả. Thì kiến trúc nó phải là rất rất đơn giản luôn. Nó có một cái phần front end, mình biết bằng Vue.js thì front end là gì, tức là cái giao diện các bạn thấy á, thì nó là cái bàn bầu cua này, nó là cái để hiển thị những cái con bầu cua các bạn đã đặt nè. Nó sẽ tính toán, nó tính xem là những bạn nào đã đặt trúng, những bạn nào đã đặt sai, và khi mình bấm nút quay đóng xong á, những bạn đã đặt đúng nó sẽ cộng điểm cho các bạn đó. Thì làm sao để mình hiển thị được những cái đấy? Thì hồi xưa á là mình làm cái này là bên Facebook trước, thì mình một cái gọi là Facebook webhook á, các bạn coi bên phải góc dưới này, nó không tới con chuột của mình á, thì webhook này nó có một cái rất là hay, đó là khi mà có một người dùng comment trong một cái livestream hay là gì đó thì nó sẽ gửi tới server của mình, nó phải là đây là thằng A, nó đã comment nội dung ABC như thế này nè, và từ đó mình sẽ lấy được thông tin như là bạn A có avatar như thế này, các bạn đặt 5 con cua chẳng hạn, và mình chỉ thành 5 con cua mình đặt cho các bạn. Về cơ chế là như vậy. Còn bên YouTube á, thì nó hơi SIDA hơn một tí. YouTube á, thì thật ra bản chất nó không có cái hút như vậy, nhưng nó có một cái API để mà cho mình có thể lấy được mấy thông tin về comment ở trong một cái livestream. Ví dụ bạn đặt comment thì mình sẽ đọc được hết, nhưng mà nó không có cái web hút kiểu này, nghĩa là mình sẽ không biết là những bạn đặt comment mới, những bạn nào mà comment cũ. Do vậy thì mình viết thêm một tí logic đó, ví dụ như vậy. Mình cái API của nó sẽ trả cho mình toàn bộ những cái comment vào lúc đó, lúc 10 giờ này sẽ có 7 bạn đặt comment, mà comment cuối là 6 cá này đúng không, sau 30 giây sau á thì là sẽ có thêm 2 bạn đặt nữa, thì hai cái đỏ này nè, đây sẽ là 2 comment mới, và mình sẽ coi như đây là 2 bạn đặt mới, và cái 6 tôm này sẽ là comment cuối cùng, và sau đó mình sẽ dựa vào cái 6 tôm này nè để mình lấy comment mới ra. Do vậy là cái script mình nó cứ chạy mỗi 30 giây rồi nó sẽ đưa ra những comment mới, và dựa đó mình biết là a có thể bạn khác đặt 3 cá này, bạn 10 đặt 10 tôm này nha. Cơ chế nó thì vậy, cũng không có gì cao siêu cả. Và hai cái này á nó giao tiếp với nhau bằng WebSocket. Thường thường các bạn vào web á, các bạn refresh một trang á thì là nó hiện thông tin mới. Sau khi các bạn dùng mấy cái framework này nọ á, hoặc là dùng JavaScript Ajax á, thì là các bạn chỉ cần gọi tới server là được. Như hôm nay á là mình muốn server nó gọi tới client, nó bắt là biết là có người mới đã đặt, nên mình dùng WebSocket. WebSocket nó là một cái dùng để real time. Các bạn thấy cái hệ thống real time bình thường á như là chứng khoán đâu nè, hiển thị chat tin đâu nè, nó dùng WebSocket này. Đó là cái cơ bản, cái đơn giản của hệ thống. Còn chi tiết hơn thì mình đi sâu vào code để giải thích nha. Ok, thì tụi mình cũng bắt đầu thôi ha. Thì source code của hệ thống rất là đơn giản, có hai phần, nhưng mà nó là phần front end với phần Vue.js và phần server, viết bằng Node.js. Sau bên Facebook thì mình có một cái, mình viết bằng Express, tức là mình sẽ có một cái webhook Express. Các bạn đừng quan tâm cái đoạn code này, các bạn quan tâm cái đoạn code này nè, webhook này nè, tức là khi có một người dùng người ta comment á, Facebook nó sẽ gọi tới cái hook của mình, và mình sẽ lấy thông tin là cái hook object của Facebook, và sau đó là mình xử lý. Thì cái logic xử lý này mình bỏ vào đây, thì lúc mà Facebook gửi tới thì mình biết được là người gửi là ai, có ID là gì nè, rồi tên là gì nè, và cái message là gì. Ví dụ như các bạn tên là Hoàng, các bạn có avatar Hoàng đẹp trai, các bạn gửi là em muốn đặt 5 cua, thì cái message là em muốn đặt 5 cua, và cái sender ID sẽ là ID Facebook của mình. Thì đầu tiên á là mình sẽ đọc cái comment, là mình sẽ lấy cái comment đó ra. Thì cái đoạn này cái logic nó hơi khó một tí, là cái tế đầu là em muốn đặt 5 cua chẳng hạn. Thì mình sẽ clean bớt cái comment này, mình sẽ xóa bớt mấy cái đặc biệt nè, rồi mấy cái dấu này vân vân nè, và mình sẽ dùng một cái regex để mask. Các bạn có hiểu regex là để mask một cái đoạn. Ví dụ như là mình muốn lấy cái số lượng đặt và cái con đặt á, thì mình sẽ bỏ cái đoạn em muốn đặt 5 cua, mình chỉ muốn lấy cái đoạn ký tự là 5 cua này thôi. Thì cái regex này tức là gì? Tức là đây là một cái số nè cộng với lại một trong năm con là bầu cua, tổ gà, tôm, cá, cọp gì đó, lấy được 5 cua. Sau đó là mình mask và mình sẽ lấy được cái best, tức là cái số lượng đặt, và choi tức là cái con mà mình muốn đặt. Ví dụ như là best ở đây á sẽ là 5, còn choi ở đây á sẽ là cua. Sau khi lấy best xong á thì để mà hiển thị cho nó đẹp hơn á thì mình sẽ gọi hàm của Facebook để mình lấy cái avatar của người dùng dựa theo cái ID. Sau đó thì mình sẽ có được là ID và name và avatar nè, và biết là người ta đặt là bao nhiêu lần, người đã đặt con gì. Sau đó là mình emit. Emit này, emit thì các bạn hiểu là emit này tức là đây là cái server, nó sẽ báo cho cái client biết là có thằng này tên này nó muốn đặt 5 cua, 6 cua gì đó. Code ở client á thì mình sẽ nói sau new best nè, là khi có người đặt á thì client sẽ biết là đây là người tên gì, đặt bao nhiêu con gì, và nó sẽ dispatch, nó sẽ đặt cái best cho người đó, tức là nó sẽ chạy cái hàm là người đó đã đặt những con gì để nó hiển thị ra đó. Facebook lại còn bên YouTube á, thì mình cũng làm tương tự. Mà có cái YouTube thì nó sẽ làm gì, nó sẽ bắt đầu gọi cái API này của YouTube nè để nó lấy hết comment. Sau khi lấy hết comment rồi á thì nó sẽ gọi hàm get new comment, tức là nó sẽ loại bớt những cái comment cũ ra là những comment mới thôi. Và với mỗi comment mới á thì mình cũng sẽ dùng hàm process YouTube comment. Thì cái này hàm này mình làm gì, mình cũng tái sử dụng những cái hàm cũ, cái logic này nè, cái logic mà đọc comment và lấy ra những cái đặt á mình cũng tái sử dụng lại, và mình cũng gọi hàm new bit bình thường. Nhờ vậy á thì mình có thể sử dụng một chung một front end, nhưng hai back end riêng, YouTube, Facebook, rồi sau này ví dụ có một trang nào khác like nữa, chỉ cần nó có
khi ra là mình có thể tái sử dụng lại cái front end luôn mà không cần phải viết lại code, không cần phải sửa quá nhiều. Đó là cái hay ho của việc tách code và phân tách ra thành nhiều thứ á. Ok, thì về phần front end thì nó chỉ là Vue.js thì các bạn thấy thôi. À, để mình mở lên cho các bạn coi. Cái front end này á thì cũng chỉ là một cái front end Vue.js thôi. Nguyên cái bàn này á là một cái list các div đã được mình dùng CSS grid á để mình hiển thị ra. Khi mà đặt một con á thì những cái token các bạn hiện thấy nó sẽ là một cái item trong cái div này, và khi các bạn đặt á thì nó sẽ hiển thị theo thứ tự vào cùng cái kanal thôi. Hồi đó mình học Vue cho vui nên là mình học xong rồi thì mình làm thử một cái để coi là cái thử kiến thức của mình cho nó quen á mà. Thì các bạn có phải các bạn học cái gì mới các bạn có thể làm một cái gì hay ho để các bạn thử kiến thức của mình nha, chứ đừng có học không nó chán lắm. Thì hồi đó mình dùng Vue kết hợp với lại Vue.x luôn, Vue.x là một cái để state management giống như Redux vậy á. Thường thường làm game á thì dùng mấy cái như là Vue Redux này thì trạng thái nó dễ hơn. Thì mình thấy trạng thái như là có bao nhiêu người chơi nè, rồi trạng thái bàn này là gì nè, rồi những cái con ở trong bàn á là nó là những con gì, một con cái hay là gà nai, bo này tức là 6 cái con này là có những ai đã đặt. Đây là cái logic khi mà có một bạn đặt nè, thì đầu tiên á là mình sẽ xem là nếu người chơi đó chưa có thì mình thêm người chơi đó vào nè, xong rồi là mình đặt cho người chơi đó vào cái bàn nè, sau đó là mình cập nhật số điểm nè. Đây là cái logic sau khi mà kết thúc game á, thì là mình chỉ đếm ra số lượng những cái con đã lắc được nè, sau này là mình tính xem á là ai là người thắng nè, tính xem là những người thắng thì được nhân bao nhiêu điểm này, sau đó là với mỗi người thắng á thì mình sẽ nhân số điểm lên. Nhưng mà ban đầu mình chơi á thì là có một cái tình huống vui, đó là mình chạy cái này á nó bị chậm, tại vì á là mình bật cái debugger tool lên này nên là nó bị chậm, nó lắc giật tung đít luôn. Và mình xem lại mình phải optimize một số thứ, đó là mình tắt cái debugger tool nè, mình thay đổi cái logic này. Thì để mình ví dụ với các bạn coi, quan trọng nha, muốn cải thiện một hệ thống các bạn biết nó chậm chỗ nào, các bạn đo thì các bạn mới cải thiện nó được. Thì đầu tiên á là sau khi mà mình thấy hệ thống chậm quá, mình bắt đầu viết một cái load test như thế này. Tức là mình sẽ giả sử là có khoảng cỡ 200 người đặt cùng lúc nè, mình sẽ load nè, sau đó mình quay vào đây nè. Mình chờ một chút, đó là có khoảng 200 người đặt cùng lúc đó, thì các bạn thấy là nó bị chậm, cái bảng xếp hạng này nó sẽ bị lắc, bị giật một ít, tại vì có 200 người đặt cùng lúc và thật ra do mình đang quay nữa. Thì vì vậy á là mình optimize bớt một ít, tự nhiên là cái logic chỗ này nè, mình cũng sửa lại một số cái logic, ví dụ như là cái logic để sắp xếp cái này á thì có thể hồi xưa là mình dùng sort, xong rồi á là mình lấy 8 thằng đầu tiên, nhưng mà hàm sort thì các bạn biết là có thể là n log n đúng không, thì mình sẽ biết optimize cái hàm này lấy thằng 8 thằng cao nhất thôi thay vì mình sort hết. Đó là những cái nho nhỏ nhưng mà các bạn phải biết rành thuật toán, các bạn biết cách đổi phức tạp, các bạn biết optimize chỗ nào được. Đó còn một cái vui vui nữa, đó là khi mà các bạn làm game á thì là nhiều người người ta muốn tra điểm á, thì hệ thống này nó chỉ nằm ở local thôi, thì người ta tra điểm được thì mình dùng Firebase. Code đấy thì mình sẽ không chỉ cho các bạn có thể tự tìm hiểu trong cái source code, nhưng mà mình dùng Firebase để mình update cái hệ thống điểm lên Firebase và vào cái mình tạo một cái trang khác, nó sẽ lấy điểm từ Firebase về và nó hiển thị trên này cho người dùng có thể vô tra điểm được nha. Nói như vậy thôi nhưng các bạn tự code lại thấy là code này dễ ỏm, mà thằng code dẻo nó hù thôi chứ code dễ lắm nha. Ok, các bạn thấy không, một cái hệ thống như vậy á thì cũng khá là nhỏ, các bạn không biết khách hàng như thế nào, các bạn sẽ cảm thấy là nó khó hiểu, các bạn thấy nó lạ, nhưng các bạn đã biết rồi, các bạn thấy là cái này thật ra thì code dễ mà, cũng đâu khác gì web đâu, mình code cũng được, đâu có cần phải như code dạng cũng code được đâu. Đó thì các bạn nào muốn có thể làm thử đi nha, rồi mình sẽ hướng dẫn thêm cho. Còn bạn nào mà thấy tò mò muốn coi source code đó thì cứ bấm vào cái link trên này, nhân cái link GitHub á, bạn nào đã vào thì nhớ cho một star luôn nha. Mấy cái vlog mà dạng kỹ thuật này có code thì nó sẽ hơi dài một tí, mình ra ít hơn. Các bạn nào thấy hay mà muốn ra clip dạng này nhiều hơn, các bạn cứ comment cho mình biết nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mình vào thứ ba tuần sau nha.